bốn bông luôn. Anh ơi. Dạ em. Bông súng mình có bông rồi nè anh. Bông súng có bông hả em? Anh coi nè. Bông súng có bông rồi, gần tới nồi mắm kho nữa đây mà. Bốn bông luôn anh. Trời ơi, nhìn thấy cưng quá à. Ở dưới có cái tàu dừa kìa. Để điện lát anh ra anh lôi lên. Cái này nó ốp lại cái gì kìa. Nắng lên là ốp lại em. Bơm nó chạy kiếm đường qua chỗ em á, ông bà cô chú. Tứ à, lùng tiệt là chạy cả tớ, cười quá à. Ủa, tới vậy hả? Chạy nhanh lắm ta. Con chào ông bà cô chú chưa? Bơm à, chào chú chưa? Cái ta đi có chừng té đó ta. Ba nhà là chào con bà cô chú. Con bà cô chú ơi, Bơm chào mà Bơm cứ nói ba nhà không à. Ba nhà ra coi hả. Đó, lại không mẹ ăn miếng nè. Bên đây nữa. Ba rồi con đi tính đi đâu vậy? Ngồi đây chơi đi con. Dạ. Mốt của mình cái nhắc luôn rồi Bơm ơi. Để chút nữa à, tắt cho mẹ nó canh trên ba. Cái tụi bự không mày. Con ở đó đi, con ở đó đi, mẹ lên liền. Đó, ba cảm ơn. Ba nghe cái kìa. Con à, đi vô đi con, hai ba này. Đi rồi. Dạ, em xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay em á, em lấy cho nè, cái em dặn đầm cái nền chòi nè cả nhà ơi. Anh gãy cho ha anh. Ờ, gãy cho nè, bữa con hai kêu gãy cho nè. Đặng nó không được, nó bị nứt á. Dính nó bóng nè. Chắc bóng nè. Dán đầm vô lắm mới bóng á. Tưới nước nó cũng dẻ, nó cũng bóng á. Rồi, đây ba làm nghe con. Dạ. Dỗ. Bơm kêu gì Bơm cũng giả cho. Đó. Ôi cái này. Ui. Ghê. 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 Dơ. Con đi ra coi chuyện dơ con nghe. Anh ba làm đi cà phê anh ba giọt hả Bon? Có cho anh uống không? Có mới đủ. Dạ. Dạ. Nãy giờ ra. Dạ. Kêu dẫn đi cùng mít. Để lát em dẫn nó đi cùng mít. Hôm nay cũng lâu lâu rồi không có con. Lâu, không có gì không mà. Cũng mấy ngày rồi. Wow. Ôi da trời, con vịn nè. Ok. Ok hả? À? Ở đây này nè. Ôi trời ơi. Wow. Đi ra. Con, cái này. Thử cái này thử thôi. Nó đi hả? Đi nè. À, cái này chưa. Ôi. Cái này chín rồi nè Bin. Bẻ đi. Bẻ. Bẻ nha. Ờ. Ê, đi này. Đi nè. Dạ con xin chào ông bà cô chú. Em xin chào cả nhà. Ông bà cô chú ơi, nãy trên mít á, nó thơm thơm nè. Các em rủ Bin ra cho Bin ngửi. Bin ngửi thấy mùi thơm á, Bin mừng quá ông bà cô chú. Ba nhà. Ừ, ba nhà. Đi nè nào. Ngọt.
thơm không? Dung, đi sang nè. Vậy cái này thơm. Ê. Ừ, vẽ. Nên mẹ vẽ cho con nha. Ờ. Ok. Ê, này ra nghe nè. Ủa, con mẹ ngồi hả? Ủa, kêu mẹ vẽ mà sao vẽ anh vậy? Ê, mẹ thử trái này thử ra thơm không? Bờ má thấy mít ra bờ cũng phái nữa nè. Bay à. Bay nè. Cái giấc này chưa có thơm. Có trái nó thơm mà Bin á. Xong rồi, mình đi vô. Mừng dữ rồi. Ôi, nó thơm, nó thơm luôn đó Bin. Thử rồi. Thử không? Con thử mấy trái này không? Thử mấy trái này không? Dữ rồi. Gai. Cái gì nào? Bơ nói gai kìa Bin. Gai. Ở đây nè nè. Gai. Gai đau hết rồi. Mẹ hửi rồi, nó chưa có thơm. Chú, đây nè đó. Chưa có thơm. Ở kia nè. Nè. Bốn trái hả? Bốn trái. Gai. Ở đây nè. Gai. Bốn. Năm, sáu trái. Mà chính còn trái thôi phải không? Ờ. Ừ. Rồi nó đi vậy nó. Ba. Hả? Ba. Bin, để vô á, lát mẹ xẻ cho tụi con ăn nha. Trên. Ok. Rồi, trời ơi, gì vậy? Dân lát mẹ xẻ cho ăn. Đi con ơi. Ông bà cô chú ơi, công sức của Bin bỏ ra giờ cũng được cái bít chín rồi nè. Để thôi á, ngày nào cũng ra canh hủi mít hết trơn. Mừng không? Ừ. Thôi, nè 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 nè. Ờ đi chêu, vô. Chêu. Ừ, chêu chêu đi vô. Ok. Chêu, chêu. Ở nào? Ờ đi vô. Ờ. Ờ đi vô. Ở đứa. Ê, đây mẹ ẩm bơm vô. Đi vô. Anh dưới nước cho nó thấm ha anh. Dưới nước cho nó. Cho nó thấm xong rồi mình đầm nó dễ. Tưới sương sương à. Để mình tưới nhiều quá mình đầm nó dính cái cây. Nó văng tùm lum. Thôi với anh làm đi, em đi mua cái gì về ăn ha. Ờ, mua gì về thì nó qua mang nè. Dạ, ông bà cô chú ơi, em có chuẩn bị á được ít cá với tép. Tép á, lát em mượn ông xã em á, hái mướp vô nấu canh. Còn cá này nè, lát em kho cà với rau cần. Giờ á, em tranh thủ em đi bắt được cơm lên trước. Xong rồi em đi sơ chế cá với tép sao. Em vô gạo xong rồi, giảm miếng lửa bắt cơm lên. Bữa nay ông bà cô chú không có cô hai á, cho nên hai vợ chồng em làm ơn là cũng hơi buồn đó ông bà cô chú. Để anh đi bẻ cho mấy trái mớp nha em. Ờ, ra đi bẻ cho mấy trái mớp đi. Ông bà cô chú ơi, mớp mà bây giờ nó có trái nhiều rồi ông bà cô chú. Em bẻ nhiều vô á, cái ăn xong không hết đó, cái em đem qua cho cô Út luôn ông bà cô chú. Em sơ chế cá xong mà dậm rạch tét luôn bà cô chú. Em lọ bắt cái em hút cái cọng chỉ nó ra nè, đắt cho sạch. Dạ, ba trái này cũng đủ rồi, hết rồi ông bà cô chú. Còn cái trái bự này nè ông bà cô chú, hai vợ chồng để làm giống, để cho nó già làm giống là 21 á, mình có giống á mình gầy ra ông bà cô chú. Dạ thôi em đi vô. Hồi nãy ông bà cô chú, em chở bơm đi chợ á, cái em về em ghé nhà Út em á, cái em gửi bơm cho Út em luôn rồi ông bà cô chú. Em ơi. Gì anh? À, anh bẻ mớp xong rồi nè, anh gọt giùm em luôn nha. Ờ, anh gọt giùm em đi. Em sơ chế cá với tép xong rồi nè. Em vô coi cơm chín chưa đặng em kho cá luôn. Em ơi, mớp này mình gọt hai trái đủ ăn hả em? Để chốt lại hai trái đi. Cơm chín nè, để em nhắc cơm xuống. Anh ơi, mình còn củ khoai lang hả anh? Lát mình nấu canh chung với mốt lên cho ngọt anh. Củ này heo nè. Ừ. Cái này tím nè. Ừ.
lát anh gọt luôn. Bỏ khoai lang vô canh mốt mà ăn cũng thơm. Ngọt nước đó anh. Canh canh thủ bắt là canh lên trước để lát cho nguội á, nên dễ ăn vào cô chú. Gọt xong rồi, giờ em đi rửa cho vợ em luôn. Bữa nay mình nấu canh mốt mà có bỏ khoai lang vô lạ lạ, không biết nhìn ăn chắc nó cười lắm em ha. Hay cái ngon lắm nè. Cái này nè mà mình được cái gì em biết không? Cái gì em? Bùn ngót rồi á. Ngọt dữ lắm luôn á. Đúng rồi, mà bùn ngót cái này nó già em ơi, ngắn quá nó già. Sỏi thôi mà, chúng ta test thôi. Tép á, em xào xăng nè, và em cho gia vị vô. Em cho xíu bột ngọt với hạt nêm, chút đường, chút muối, với chút nước mắm nè. Cho ngọt cho nước luôn. Nè, cho Bin ăn canh khoai lang cho là lạ miệng không bà cô chú ơi. Đó giờ đâu có cho Bin ăn kiểu này đâu bà cô chú. Nó dẻ không anh? Đúng nhắc à. Hát nhỏ nhỏ anh à, để hơi lâu chín lắm. Đợi nước sôi á, em tranh thủ á, em khứa hai cá ra để em muối em chiên. Chắc em khứa là làm hai á. Em khứa nhỏ nhỏ vậy nè, đừng lát mình ướp á cho nó mau thấm. Canh mốt à, mình ăn nguội nó mới ngon, ăn nóng mà ăn không nổi không mà cô chú. Em khứa cá xong rồi, giờ em cho gia vị vô ướp luôn. Cho em chút muối với một xíu bột ngọt, một chút hạt nêm, một chút nước mắm cho thơm, em cho xả vô. Cá em chọn đều rồi, giờ em để ra cho thấm đi. Hôm qua coi nồi canh của em sao chưa? Xong rồi cái em sắt gà cho bà xã em luôn nhờ cô chú ơi. Nồi canh em gì cũng được rồi nè, giờ em cho khoai lang vô trước. Tại khoai lang á, nó ngon chín hơn. Rau càng ngày thơm thì chứ. Lát anh sắt xong rau củ nè em ơi, các anh đi làm tiếp nha. Đợi à, chút nó cho nó rồi. Anh sắt xong rồi anh để nó đi lát rồi em ấy em nấu, anh đi làm đất tiếp ha. Ừ. Em tranh thủ em bắt nó tiếp bên đây á để em khô cá luôn. Em bắt chảo lên em xin tỏi ra thôi. Thơm mà em cho nước vô. Đập rồi cái bỏ cho này thấy nó láng em. Nhìn nó bóng bóng à. Màu nó cũng đẹp lắm. Khoai lang em nấu cũng mềm mà, giờ em cho mướp vô luôn. Em đợi mốt
xương chín rồi em cho hành vô, em bắt xuống. Mua phải canh nấu canh thơm quá. Nó sao lên rồi nè. Nó sao lên là nó có mùi thơm. Thơm. Nước sôi nè, giờ em cho nước màu vô. Em cho chút nước màu dừa vô. Em cho muối với đường với hạt nêm với xíu hạt ngọt. Với chút nước mắm nữa. Sao mà em thả cá luôn. Cá đó nhìn thấy ngon lắm. Hôm nay á, là canh em cũng chín này. Em nêm nếm lại cũng vừa ăn rồi. Giờ em cho hành lá vô. Rồi em nhắc xuống, em chiên cá luôn. Anh nằm chút nữa cũng gần rồi đó em. Xong rồi ăn rồi đó là em cũng nấu đồ ăn xong rồi đó anh. Vậy hả? Dầu nóng rồi, giờ em cho cá vô luôn. Cá em kho gì cũng được rồi, giờ em cho cà chua vô. Để cà chua chín á, em cho rau cần vô nó là được. Gì con? Gọt mít hả? Tính gọt mít hả? Ừ. Để mẹ kêu ba vô gọt chung với con nha. Ở đây gần nè. Ok. Ở đây nè. Anh ơi. Em. Anh xẻ mít với Vin đi. Thôi để ăn lát anh xẻ mít với Vin. Sao ra đó rồi xẻ mít rồi nè. Cá em chưa chín là dẫn đất ra. Để đâu chưa rồi. Những cá màu vàng dẫn là mà của chú ơi. Pin đòi sẽ mít dữ em ơi. Để em lại em làm xong này cái anh sẽ mít với pin đi. Rồi cái em làm cơm xong rồi cái em dọn cơm đi. Những cá ngon quá ha. Thơm mà chả thơm. Rồi sẽ ngay đây mới được hả? Pin kêu sẽ ngay đó mới được ông bà cô chú ơi. Bin mà Bin muốn xẻ đâu Bin xẻ. Ồ. Cha, chín mới vừa chín tới sực sực này mới ngon nè Bin. Wow. Lấy nồi giấy lau coi con. Đừng lau áo nè. Rồi. Trời xong. Rồi Bin ơi. Nó rồi. Ừ. Nhìn miếng mít ngon quá ha anh. Vàng tươi à. Mít này mít Thái nè. Ừ. Ê lên đi đi nào. Ừ, dành cho ba coi dính ngủ nữa không. Hảo quá người. Quá. Mê đi nào. Hỡi. Có dính mẫu, dính mẫu. Ok. Ok. À. Rồi vậy. Ừ đây nè. Ừ. Ừ. Ok rồi. Ok rồi. Anh đến đây nè. Anh đến đây cho anh. Ừ. Ở đây đến thì ở đây nè. Ừ. Để ba xẻ kìa. Rồi cá kho em chín nè. Em cũng nêm nếm vừa ăn nè. Em cho rau cần vô. Cái cắt hành xong rồi á em cho rau cần á chín cái em nhắc xuống em dọn cơm cho cả nhà ăn. Bữa nay ông xã em á cắt rau cần ông bà cô chú cậu nào cậu nấy dài dài không à. Dạ con mời ông bà cô chú em mời cả nhà ăn cơm với gia đình em. Dạ em mời cả nhà ăn cơm với gia đình em. Mời ông bà cô chú ăn cơm à. Chan canh nha. Bữa nay vừa lòng. Chan canh nha. Chan canh nha. Sao? Ok. Bữa nay vừa lòng hả dạ con chưa? Đó rồi đi rồi. Chưa kịp nói nữa. Đi nó. Có mời ông bà cô chú ăn mít đi. Em ơi. Ừ? Cái cần cổ em dính sình sáng hay lọ nhẹ vậy? Đó. Chắc sình giang á. Chắc là làm sáng.
không mất. Nè, chán nè, chán xương nè. Quên nó cho Bin cũng phải làm cho Bin ăn cho biết. Ghiền ghiền mà. Ghiền mít á, ghiền không mít. Cô hai chỉ làm to nhìn thấy đẹp á em ha. Ừ, nó bóng á anh. Bóng. Nghe cô hai nói là nó không nứt luôn á. Cô hai đi cũng buồn quá em. Tháng này có cô hai ăn cơm chung vui ha. Vui. Mà nhất là chắc cô hai đang giỡn với cháu nội. Trứng nè. Bên Bên vô phát hiện bà hồi hỏi tới rồi. Kệ, đừng mình đừng có nhắc. Thử coi Bên nhớ không. Trứng ngon. Bà không sợ. Đi làm mít hoài. Bữa nay ra trời, thấy chín làm như mất cỡ không thấy mừng heo ha. Hết hồn á. Dạ. Chín béo do ngon. Rồi ngon làm thấy gầu quá. Tưởng đâu ăn không được ai nhẹ ok. Rồi. À. Diễn sâu quá. Ấm à. Ok. Bật. Khí gì vậy? Tao nói con chín không rồi hả? Dạ. Ê, để cho con em lấy. Nghe đi nó. Ủa. Ui. Cười. Mẹ không mà. Để nhắc miếng khúc này luôn cho rồi. Béo hơn sức béo vậy. Cặp trứng hết sức cặp trứng nha. Đập bắp. Có khoai lang vô ngọt quá. Nhìn hấp nè. Khoai lang ăn thấy vị bột không em? Ừ. Ghê lắm. Ăn thử à anh. Ừ, nghe nói gì đó, đây nè. Trời ơi, cắn nó còn nhả ra. Thử coi giống trứng lại. Anh gọi nó không đưa đâu. Ok, tới nửa giờ nè đó. Ăn đi con, đem thầy gớt nữa đó. Trời ơi. Trứng béo quá em. Anh diễn sâu quá. Trời, ăn da bộ quá, hết sức ăn da bộ. Nói gì đó. Anh đừng, ý đừng, rồi, đừng ý có rồi, gì đừng có cười anh, đừng có cười anh. Đây là ra đâu. Đi lên, đi nhờ. Đi hả con? Đi hả? Có mẹ hả? Nhường á, nãy chắc gớt dặn rồi đó em. Quê vậy đó, quê là không ăn á. Trứng nó béo. Mà phải đặt về, khoai lang. Hồi kiếm nữa không có đâu hả? Tép bằng tép. Ê mẹ. Tép mà, tép mà còn miếng rau là Bin không ăn á em. Sợ xương á. Tưởng là xương, không phẩm á. À, ăn móp à, móp thơm ăn à. Cái này của hai đi chặt nó dừa kìa. Bữa nào mình chú cộng á, nhiều mình kêu cô hai vô ăn tiếp. Sao vậy? Chăn nước nữa. Chăn nước nữa ta. Anh da bộ hết sức, anh da bộ anh. Rồi. Ngon gì vậy đó. Thôi ăn từ từ con. Ăn từ từ thôi. Ngốc bà. Đỏ ra không? Nghi lắm mà. Cái vụ mình nút vậy em ha. Nhưng mà mẹ nói con nghe nè, con ăn đàng hoàng nha. Ăn từ từ coi. Rồi ăn đi. Con cá chín béo hết sức em ha. Không mà ăn ngay. Thơm nữa. Thơm mùi xả. Kim tép, anh mò tép à. Đáng lát cái Bin ăn xong rồi.
Cho em lấy cá chiên nè cho Bin ăn. Chịu ăn mốp rồi nè. Nó vài bữa có mốp ăn nữa rồi đó. Mẹ nó canh mốp cho nữa. Ôi giờ mốp mà nó chịu có trái rồi là hai vợ chồng mình ăn đâu có kịp. Kể cái gì đó mình đem qua chỗ Úc. Bà ăn cá kho cà bên này. Cá kho cà kho càng thơm lắm bên. Cho bà coi có trứng không? Bà lấy cho con nha. Bà làm một khứa luôn. Anh cho trứng Bin á, nhưng mà anh đừng có nhìn. Anh nhìn là Bin mắc cỡ, Bin không ăn quá. Trời cả nhà. Ồ, thịt không. Tới khứa này luôn rồi, thịt không. Ủa sao khứa này không có có trứng ta? Chắc con này không có trứng á. Nó hấp dữ với Bin. Trời dữ. Trời rồi. Xạo luôn. Béo anh. Béo. Tới luôn. Cười. Con cá béo tới béo không? Vậy Bin. Trời, cá bộ nó. Sao? Ghê Bin. Ừ. Nhắm nhìn ta ăn, người ta ngon quá cái thằng ta. Người ta mắc cỡ nữa. Không có bà hai ưa mắc cỡ nữa. Chưa hay gì hết á. Chắc chưa biết đâu. Chưa hay gì hết chứ. Còn nhỏ em. Cái... để ý á. Vô tư không để ý tới á. Là chắc bà hai coi bà hai em. Buồn rồi. Bà hai buồn bơm á. Bị đứa đi à. Buồn Bin rồi. Bin không nhớ bà hai. Đây nè. Ừ. Ăn nữa. Ăn cơm nữa không? Mẹ bới cơm cho. Bà bới cho con em. Ăn cơm nha. Ờ, giả bộ không. Thế này, ăn bới rồi, ăn chăn canh cho nó đi là nó hấp chanh coi. Hấp bình thường lắm. Ừ. Bà làm miếng mớp. Mớp ngon thiệt chứ. Thơm. Hết chưa em nói rồi à. Không. mình đừng có để ý tới Bin. Đừng nhìn đó, đừng nhìn Bin. Mình không nhìn là nó ăn cái thương luôn. Nó thấy mình nhìn cái mắc cỡ nó làm cỡ. Như là nhõng nhẽo quá rồi. Ừ. Nó liếc à, nó liếc mình kìa. Không có nhìn đâu. Cần nghĩ nhìn nè. Mắc cỡ đó, người là mắc cỡ đó. Nào hấp hết chén canh luôn à. Chén canh cho nữa đi anh. À, cho con ăn cơm đi. Cơm ngon, hấp nước canh hả? Không ngon. Có tép không à, thấy mê rồi. Nó thấy mình mà đưa ngay nó là nó. Anh ăn à, anh muốn sữa tướng thôi mà, đó, thấy thương hả em ha. Cà chua nó vậy ăn, ngon quá. Cà chua ăn bảo rồi. Bảo, lấy lá cặp cho Bin ăn. Rồi hết chén rồi đó hả em. Thấy thương quá. Là không ăn, đã lắc đầu. Rồi, em bảo chéo. Nhớ không? Chéo. Ăn, à. Chéo là nghĩa ăn á hả? Ừ. Ừ. Vậy ăn mít đi. Ăn mít đi. Có, nãy giờ có cũng ăn cũng no rồi. Đó. Nguyên trái còn nhiêu nữa nè. Không mít đâu. Bắt đầu nha. Dạ, đó. Ăn no tới ngồi sữa tướng luôn rồi. Canh quá chèm. Hồi nãy có bao làm mệt mà không Bin cho được hớp đi nhờ ơi. Con hớp hớp à nghi đi rồi. Ơi uống lần mà bà rồi xong đó là của Bin rồi đó. Bin không cho mẹ vậy chưa hai Bin nói sao không cho mẹ Bin chắc quên quên rồi. Ghê vậy.
Yêu ghê mà. Ừ. Em chiên cá em. Em khứa em ốp vậy nè em. Nó thấm à. Vừa ăn à. Được. Ngon. Trời sức mồ hôi luôn vậy cỡ này luôn em. Quá. Trời sức mồ hôi này con mít đi con. Món ruột mà. Món ruột mà che sao được. Yeah. Cảm ơn ba đi. Trời ơi, ở luôn. Ngon quá ngon rồi. Rồi. Cảm ơn. Rồi. Ừ đúng. Ừ. Cảm ơn bên nha. Bầu cái vụ nước nãy đó. Không nhận mít cái ngọt cái sợ luôn rồi. Ngọt. Ăn cái sơ cũng ngọt. Nhỏ nhỏ mà ngọt hết sức ngọt. Để rồi. Để lên nè nè. Ừ, con không vậy không? À, à. À, à. Đi đâu? Ừ, đi đâu? À, là như đâu? No rồi đó. Đúng không? Dạ, bữa ăn của gia đình em á, đến đây cũng kết thúc rồi. Em hẹn cả nhà vào video tiếp theo. Em bye bye cả nhà. Em bye bye cả nhà.